Thế thì trước tiên nhé, trước tiên chúng ta sẽ phải cần phải tạo một file, file đó chữ sẽ là cái nơi để chúng ta sẽ code, chúng ta sẽ lập trình. Để đầu tiên chúng ta nhấn vào file này, nhấn vào cái tab file nhé, hay là cái mục file trong menu. Xong rồi chúng ta chọn new nhé. Nếu như mà Adobe nó không có new thì nó sẽ có một cái lựa chọn đại khái là tạo ra một cái file trống ấy, new này, empty file này, hoặc ở ngay bên ngoài nó có một cái biểu tượng new file. Được này. Tiếp theo này, chúng ta sẽ nhấn viết tắt là Ctrl S, hoặc là có biểu tượng save ở đây, hoặc là vào file chúng ta nhấn save file. Nhấn để chúng ta lưu cái file lại đã. Thì để cho nó tiện trong việc quản lý, bởi vì chúng ta sẽ có nhiều file, có nhiều file thì ở đây các em tạo cho thầy một cái folder trước đã. Thì chúng ta tạo nó ở ngay trong ổ D, đừng tạo ổ C nhé, ngay trong ổ D nhá, tức là ổ D xong rồi đến luôn cái folder đấy nhá. Create a new file này. Ví dụ lớp mình là SE 177 mấy nhỉ, 3 này. Ví dụ thầy tên cái folder này là SM173 nhé. Cái lưu ý là không, tên của folder này nó nằm trực tiếp trong ở đây luôn, không nằm trong cái nào khác nữa, cho nó tiện nhé. Thứ hai là cái tên thư mục này này, nó không có dấu, nó không có chữ tiếng Việt đấy, và nó không có dấu cách, viết liền không dấu, không phải là chữ có dấu ấy, và cũng không có dấu cách nhá. Enter này. Đấy, như vậy tạo xong thư mục này, xong mở thư mục đấy ra này. Để làm nơi nơi để lưu lại cái file này. Này nhá. Xong sau đấy này, ở cái tên file này này thì chúng ta đặt cũng như vậy, có nghĩa là cũng không có chữ có dấu và cũng không có dấu cách. Mục đích để làm gì? Mục đích để khi trình dịch nó tìm được cái file đó ấy, để nó đọc file ấy, thì nó dễ. Nếu lại có dấu cách và có chữ có dấu thì nó sẽ không hiểu. Tôi chỉ nhận nên ta không có dấu cách, không có chữ có dấu. Chữ thì đầu tiên là lesson lesson một chẳng hạn này, nhưng mà kêu như là chấm C cho thầy nhá, chấm C nhá, vì chúng ta đang học C. C chấm C nhá. Ví dụ thầy đặt tên là lesson 1 chấm C. Chấm C nhá. Sau đó thì nhấn save. Đã được một file. Và đây chúng ta có thể soạn thảo cái gì đó. Nếu chúng ta thấy cái chữ này nó bé thì chúng ta cho chữ to ra bằng cách, hay là thay đổi cỡ chữ bằng cách là nhấn phím Ctrl xuống và xoay phím giữa chuột đó, nhấn phím Ctrl xuống nhỉ và xoay phím giữa chuột, hoặc bạn nào không có chuột thì nhấn phím Ctrl xuống xong rồi dùng hai tay chúng ta quét vào cái bàn phím cảm ứng ấy, đúng không? Đó, để nó thay đổi đá như này, thay đổi cỡ chữ nhé. Nhấn phím Ctrl xuống nhé, xong rồi xoay phím giữ chuột nhé, hoặc là dùng hai ngón tay để lăn cái bàn phím cảm ứng ấy. Thầy nhắc lại, bạn nào mà gặp vấn đề gì phải báo ngay nhá, thầy hỗ trợ nhá. Ở đây.
Đúng rồi. Tiếp theo này, tiếp theo nhé, chúng ta sẽ viết cái anh bạn đầu tiên chúng ta cần đưa vào, đó là thang này, thang ví dụ như như ở ở cái anh bạn này thì nó hiện ra cái gợi ý cho mình. Adobe chắc là cũng sẽ có gợi ý như này này. Wow. Include, nó tìm đến include luôn cho mình này. Mình có thể enter chọn luôn cũng được hoặc viết liền ra cũng được. Include, mở cái ngoặc nhọn này, stdio.h, đóng ngoặc nhọn này. Chúng ta đang đang thực hiện một cái lệnh, lệnh này gọi là lệnh khai báo một thư viện nhỉ. Thư viện này có tên là stdio.h. Tại sao lại phải khai báo thư viện và thư viện này có tác dụng gì? Tí nữa thì thầy sẽ nói. Tí nữa thì để chúng ta cứ khai báo vậy đã. Tiếp theo nhỉ. INT main cặp ngoặc tròn cặp ngoặc xoắn đó lên này, xong tab vào này, tab vào bên trong như thế này này. Đó. Chúng ta nhấn tab vào nhé, tab vào bên trong như thế này, thế tab vào bên trong xong rồi thực hiện lệnh return không chấm phẩy. INT là cái gì? Main là cái gì? Tại sao sau main lại phải có cặp ngoặc tròn? Tại sao sau cặp ngoặc tròn lại có cặp ngoặc xoắn? Lệnh return không là lệnh gì? Dùng để làm gì? Tất cả những điều này sẽ được thầy giải thích chi tiết ở phía đằng sau. Chúng ta trước mắt chúng ta cần có một cái gọi là cái cấu trúc, của một chương trình. Tiếp nhỉ, thế này lên trên này lại tab vào, em tab vào nhá, không được viết thẳng hàng nhá, viết thẳng hàng thì ra nó vẫn chạy được, nhưng mà nếu mà một vài lệnh thì không sao, nhưng nhiều lệnh chúng ta chưa nhìn thì nó rất là rối. Chúng ta tab bên trong nhá, print f mở ngoặc tròn, mở nháy kép, mở đóng ngoặc tròn, mở đóng nháy kép luôn. Sổ trái n, xong điền vào một cái chữ thông báo gì đó, ví dụ chữ thông tin, ví dụ hello Lucy. Phía cuối của lệnh đánh dấu chấm phẩy cho thầy, kết thúc phải chấm phẩy nhỉ, kết thúc phải chấm phẩy. Bây giờ ta chạy thử xem sao. Chạy, chúng ta chạy một cách này. Đối với FC thì chúng ta có thể nhấn viết tắt là F11 để chạy. F11 nhỉ. Có chạy được không? Đó, thì chạy nó sẽ ra như thế này này. Nó sẽ ra một cái màn hình riêng hay là một cửa sổ riêng. Đó, cửa sổ thế này này. Người ta gọi là cửa sổ DOS. Cửa sổ DOS. Cái cửa sổ này là cửa sổ hiển thị kết quả. Kết quả của việc chạy chương trình. Nó có nền đen chữ trắng nhá. Cửa sổ này chúng ta hoàn toàn có thể cho maximize lên là
có nghĩa là cho nó full screen như thế này này, được nhỉ. Và chúng ta cũng có thể show cái kết quả dạng chữ cỡ chữ nó to hơn, cũng giống như là cái anh kia, bằng cách là nhấn Ctrl và xoay phím giữ chuột này. Đó, show hơn. Xong ở đây như vậy các em nhìn thấy nó có cái chạy là Hello C. Hello C. Ở bên trên này nó có process process return không, có nghĩa là nó không có lỗi nào hết. Mình hiểu đơn giản như vậy. Nó thời gian thực thi của lệnh này hay của cái chương trình này là 0.066 giây. Xong ở dưới nó có một cái câu là press any key to continue. Có nghĩa là mình nhấn một phím bất kỳ nó sẽ thoát khỏi cái màn hình này. Ví dụ thầy nhấn Enter này. Đó. Sẽ thoát khỏi màn hình nha. Thế như lại cái thức chạy là chúng ta nhấn F11 nhé. Rồi F4 để chúng ta chạy. Đừng để chữ có dấu nhé, không đặt tên file hay tên thư mục là chữ có dấu và cũng không có dấu cách luôn. Rồi bây giờ thầy sẽ giới thiệu cái lệnh print này, printf. Printf là cái lệnh được dùng để output hay lại khá là được hiển để hiển thị ra ra kết quả hay là cái thông báo nào đó, cái thông tin nào đó. Khi tôi muốn hiển thị ra một cái thông tin nào đấy, một cái thông báo nào đấy, với kết quả nào đấy thì ta dùng printf. Cách thức đó là printf cho đến cặp ngoặc tròn, bên trong nó là một cặp nháy kép. Trong cặp nháy kép này sẽ là cái nội dung mà tao tao muốn hiển thị ra. Nhưng mà kết thúc thì phải chấm phẩy. Kết thúc phải chấm phẩy. Thế bên trong cặp nháy kép này các em nhìn thấy có cái sổ trái n, xong rồi hello c phải chấm than. Đó. Thì khi mà ta chạy, đó, các em nhìn thấy nó hiện ra hello c chấm than, nhưng mà không thấy sổ trái n đâu. Không không thấy sổ trái n đâu. Thì sổ trái n ấy nó chính là cái ký hiệu đặc biệt, nó đại diện cho cái xuống dòng. Các em nhìn thấy nó có một cái dòng trắng ở đây này, đó cái dòng cái khoảng trắng, cái khoảng trên này. Xong rồi mới đến hello c. Thì lệnh này nó sẽ có nghĩa là gì? Có nghĩa là xuống dòng xong rồi in ra chữ hello c chấm than. Ví dụ như bây giờ thầy xóa cái sổ chế đờ đi, xóa thế này đúng không, chạy này, các em nhìn sẽ nhìn thấy cái hello c nó sát luôn ở bên trên, hoặc nó sát luôn, nó không còn cái dòng dòng trống như như vừa đấy. Thì đó chính là cái tác dụng của sổ chế n nhá. Nghĩa là gì? Nghĩa là nó sẽ có tác dụng xuống dòng. Và nếu ta muốn muốn xuống bao nhiêu lần hay là xuống bao nhiêu dòng thì ta cho bấy nhiêu sổ chế n. Ví dụ thầy cho 3 sổ chế n ở đây. Thì tức là nó sẽ có 3 lần xuống dòng. Đó, cái nhìn này. Thế còn nếu chúng ta muốn nó dịch sang bên phải, cái chữ hello c này nó dịch, ví dụ nó nằm ở giữa giữa này một chút chẳng hạn, thì chúng ta có thể dùng cái dấu cách cách này. Hoặc là muốn nhanh hơn thì ta dùng sổ trái t. Sổ trái t tương đương một sổ trái t thì tương đương với một tab, một cái phím tab ấy, nó chính là đại diện cho phím tab nhé. Sổ trái n thì nó đại diện cho enter là số dòng, còn sổ trái t ấy, nó sẽ đại diện cho phím tab, hay nó chính là cái ký hiệu đặc biệt của phím tab và ký tự đại diện cho phím tab. Đây thầy ghi đây nhá, ghi đây.
sổ trái nở thì nó tương đương với lại enter, tức là số dòng. Sổ trái t tương đương với lại tab. Mặc định thì một tab ấy, một tab thì bằng 4 space space, có nghĩa là một cái tab thì tương đương với lại bốn cái cách. Mặc định như thế. Tôi chạy nha. Đó, chúng ta sẽ thấy cái chữ Helosi nó được đẩy đẩy sang bên phải. Wow. Ở đây cũng chúng ta cũng 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 không nhìn thấy cái chỗ mà thầy comment ở đây. N enter xong rồi. Thì thầy cũng nói luôn, đó là một cái khái niệm nữa gọi là khái niệm comment. Chúng ta có hai dấu sổ phải này. Thì nó chính là tương đương với lại nó chính là cái comment, tức là ghi chú hay là chú thích nha. Người ta gọi cái này gọi là comment một dòng, tức là comment cái gì đó trên một dòng. Cái comment này đóng vai trò rất là quan trọng các em nhé. Nó có hai cái tác dụng thứ nhất là để ghi chú cho mình biết hoặc cho người khác biết là mình đang làm cái gì, mình đang lập trình cái gì. Ví dụ có những cái đoạn code lập trình nó rất là phức tạp và mình nghĩ mãi mới ra ra cái đoạn code đấy. Đó, thì bây giờ mình muốn ghi chú lại để sau đấy thì mình biết được cái logic của vấn đề. Nếu mình nếu giả sử mình không ghi chú lại thì ví dụ như là bây giờ mình nghĩ là ok xong rồi, chạy rồi. Xong rồi đến hôm sau mình nhìn lại cái đoạn code đấy, mình không hiểu tại sao mình lại nghĩ như thế. Không hiểu được. Nhiều khi nó lại có cái điều đó, và đến lúc mình muốn bảo cho người khác biết thì mình cũng không biết phải bảo thế nào, phải giải thích như nào cho người ta hiểu, vì mình quên mất rồi. Nhiều khi là như thế đấy. Tác dụng thứ hai của comment ấy, đó là những cái đoạn code nào đấy mà ta muốn là nó tạm thời không không chạy, không được thực thi, thì ta comment nó lại hay là biến nó thành comment để cho chương trình sẽ bỏ qua nó. Là tác dụng cơ bản nhé. Comment một lần. Thế còn comment nhiều dòng là như này: sổ phải sao sao sổ phải, thì cái này chính là comment analyze nhiều dòng. Tức là ta có thể viết viết cái comment ở trên trên nhiều dòng. Sổ phải sao sao sổ. Ở đây thì khi mà thể hiện comment ấy thì chúng ta sẽ nhìn thấy các cái phần comment này nó sẽ mờ mờ, đúng không? Sẽ mờ mờ đi. Và thầy nhắc lại là tất cả những gì nằm trong phần comment này nằm sau cái dấu hai cái dấu sổ phải, cũng như là nằm bên trong cái cặp sổ phải sao sổ phải, thì đều được trình dịch bỏ qua hết, nó không tính đến. Nghĩa là khi ta chạy, vì thầy chạy như này này đó, thì các em sẽ thấy là nó không xuất hiện hay nó không có tác dụng gì hết cả. Nó không gây ra cái hiệu ứng gì cả, tạo ra cái điều gì hết. Đó là cái. Thế còn ở đây thầy có một cái gọi là cái thể hiện cái comment câu 3, cái dấu sụp phải này, thì cái này thì thực ra chỉ có ở trong trong code block thôi, trong DevC chắc là không có, cho nên thầy mới dùng cái code block để dạy cho nó cho chúng ta dễ nhìn. Vì chúng ta cái chữ M này thì nhìn lên trên đây chúng ta sẽ thấy nó khó nhìn, đúng không? Khó nhìn này. Nhưng mà dùng cái dạng comment mà ba cái sổ phải của cúp lớp ấy thì nó rõ thế kia, chúng ta dễ nhìn thôi. Thế thì mình dùng cái cúp lớp như này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ luyện tập chút về cái này nhá. Bài tập: hãy sử dụng
rename để hiển thị một số thông tin của bản thân, bao gồm có tên, tên là gì, ví dụ như là my name is gì đó, đúng không? Tuổi, bao nhiêu tuổi, như thế. University, học trường nào, như thế, đúng không? Rồi thích gì, like hay là hobby, rồi không thích gì. Lưu ý là mỗi thông tin được thể hiện trên trên một prenup. Ở đây làm thầy nhá. Đấy, thì có 5 thông tin cơ bản. My name is, đúng không? Em bao nhiêu tuổi? I am study hay là em lân linh hay gì đó, ở trường nào, đúng không? Tôi thích gì, tôi cũng thích gì. Người ta quen với cả quên hết nhé. Nhắc lại là gặp vấn đề gì khó khăn các bạn cứ hỏi nhá, thầy sẽ support và không phải ngại ngùng gì hết, vì thế là quyền của các em học để chúng ta làm được việc, cho nên là gặp vấn đề gì cả ngay. Đó. Không, cho các em có nào gặp vấn đề gì không? Thế thầy tiếp tục nhá. Rồi, ok. Em nhìn ở đây nhé, là khi mà chúng ta edit code, tức là soạn code ấy, thì chúng ta sẽ nhìn thấy bên trên cái tên file này nó có cái dấu sao ở đây, và cả trên cái tên của cái ID này cũng thế, nó có dấu sao. Cái dấu sao này nó thể hiện là chúng ta đang có sự thay đổi code, đang có sự thay đổi và chưa có được lưu. Chưa được lưu thì nếu chúng ta muốn lưu lại, chúng ta nhấn Ctrl S chẳng hạn, lưu lại thì nó sẽ mất cái dấu sao đi, thì nó thể hiện rằng là cái code này đã được lưu rồi nha. Đó, để nó đảm bảo cái an toàn chúng ta tránh mất code. Đấy, rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nhé. Rồi các em sẽ click vào đây, tạo cho thầy một cái file mới nhỉ, tạo tiếp một file khác này, file mới nhỉ, tạo file mới nhỉ, tạo file mới đấy, file khác đấy. Ctrl S lưu lại, thì là tên là lesson 2.c, lesson 2.c nhé. Đấy, lesson 2.c.
Ở trong file này thì chúng ta cũng sẽ vẫn cần một cái cấu trúc giống như lesson 1, đó là thang include stdio.h int main return không. Một chương trình C bất kỳ nhỉ, mà muốn chạy được hay muốn thực thi được ấy thì phải có hàm main. Cái chữ main này này chúng ta nhìn thấy đấy, nó gọi là được gọi là hàm main. Hàm main, hàm là cái gì, chúng ta sẽ được học đến nó ở phía đằng sau. Được chưa? Thế quay quay trở lại này, quay trở lại lesson 1. Quay trở lại lesson 1 nhỉ. Lesson 1.c nhỉ. Ở đây ta có một cái bạn là print. Đó, như thế nó giải thích, nó được dùng để hiển thị in ra cái gì đó, thông báo gì đó, kết quả gì đó, đúng không? Thì cái printf này này nó là một cái gọi là hàm, nó là hàm có sẵn rồi, tức là hệ thống nó tạo ra nó để cho chúng ta sử dụng. Hệ thống nó tự nó tạo ra cái hàm printf này để cho ta sử dụng rồi. Nha. Thế còn cái lệnh số 1 này, ở dòng số 1 này, cái này này. Thì thầy có nói là để khai báo cái thư viện đó. Khai báo thư viện. Thư viện đấy là stdio.h. Câu hỏi đặt ra là tại sao lại phải khai báo thư viện này? Đúng không? Tại sao lại phải khai báo nó? Là bởi vì thư viện stdio.h này này, thì cái thư viện ở trong một chỉ C sẽ được hiểu là cái nơi chứa chứa các cái hàm được xây dựng sẵn, hay là chứa chứa những cái hàm được hệ thống tạo sẵn rồi. Đó. Thực ra C sẽ tạo cho chúng ta rất là nhiều hàm để chúng ta chỉ việc dùng thôi, mà không cần phải mất công xây dựng nhỉ. Và những hàm đấy sẽ được nằm ở trong các cái thư viện nhỉ. Thì cái printf này này chính là cái hàm mà nằm trong cái thư viện stdio.h kia nhỉ. Chính là cái hàm, thấy nhắc lại nhỉ, cái printf này nó chính là cái hàm nằm trong cái thư viện. Thì nếu như thế ta phải dạ. Nếu không thì chương trình sẽ thành gì, không thể không quên hết. Dạ, không hiểu quên hết. Nó là một đúng không? Sẵn nó là một chút này. Nó trộn về cái điện này. Dạ. Nó đâu ra? Đúng là có sẵn nhưng mà rõ. Làm chút này để đối thì đến Wow. Chứ không thể nghe đi cho khoảng 200 cái viện tôi có tìm hết cái viện. Tôi phải có thể ra bất công được. Wow. Nên là tao đang có luôn kia. Thì lúc này hệ thống cũng chỉ được vào trong cái viện tôi chỉ là được. Tôi dạy học sinh. Dạ. Dạ. Đây là lý do vì sao. Để làm cho chương trình chúng ta có hiệu năng tốt hơn. Dạ.
và thậm chí trong một số các tình huống như là Messi nói không là không thể có thực hiện các quả bóng lỗi thì chẳng biết là sẽ xuống bên nào. Dạ tay nó tốt hơn thì nói là tôi có 200 kinh nghiệm và nên khi hết là khi và tôi không thể có thực hiện nó phải tìm trong 200 kinh nghiệm thì nếu như bạn tìm thấy thì thôi wow tức là nó sẽ giảm nó chỉ xuống mất không nó mình cái báo luôn thì nó chỉ được vào cái gì dạ còn lý do vì sao chúng ta phải khai báo chi điện nha. Và cái hàm bên này như thầy nói vừa nãy, một chương trình si bất kỳ muốn chạy được thì phải có hàm bên. Dạ. Bắt buộc phải có nó. Không có nó, không có nó thì không chạy được. Dạ. Ta thể hiểu đơn giản đây là hàm main là hàm điều khiển chương trình, có nghĩa là không có này không được, nó sẽ điều khiển mọi hoạt động của chương trình nha, là hàm điều khiển mọi hoạt động của chương trình đều được điều khiển bởi hàm main, bởi hàm main nha. Bây giờ chúng ta quay sang lesson 2 nhé. Quay sang lesson 2. Sang nhá. Sang lesson 2 này. Sau đây để cho các em dễ tiếp cận thì thầy sẽ dạy theo hướng như thế nào cho nó dễ nhỉ? Đó chúng ta sẽ có một khái niệm rất là quan trọng trong lập trình. Đó là khái niệm về biến tiếng Anh variable. Biến nó dùng để làm gì? Đó, nó dùng làm gì? Dùng để lưu trữ và trao đổi cái gì? Trao đổi dữ liệu. Dạ. Lưu trữ và trao đổi dữ liệu. Tất cả các phần mềm ứng dụng dù lớn dù nhỏ trên thế giới này trong đó đều dùng đến biến. Dạ, đều có biến. Dạ. Vì nó được dùng để trao đổi, lưu trữ và trao đổi dữ liệu. Ở đây sẽ phát sinh như một khái niệm đó là dữ liệu. Dữ liệu là cái gì? Chúng ta học trong môn database chưa? Chưa đúng không? À, database chưa học đúng không? Dữ liệu chính là cái lõi của tất cả các phần mềm ứng dụng. Dạ, bản chất hay là mục tiêu, mục đích của tất cả các phần mềm, các ứng dụng, các trang web, các website trên thế giới này đều là xoay quanh dữ liệu. Đây là xoay quanh vấn đề xử lý dữ liệu. Dạ. Ví dụ các em mỗi một bạn có một tài khoản Facebook chẳng hạn. Thực ra trên đó lưu các thông tin của các em và thông tin của những người khác nữa. Và những thông tin khác để trao đổi. Dạ. Tất cả những gì chúng ta thấy đều là dữ liệu hết. Dạ. Các em vô một website nào đó để xem tin tức. Tất cả những gì chúng ta thấy ở trên cái trang web đấy đều là dữ liệu. Nha. Đây là dữ liệu. Thế thì giờ làm nào khai báo để có biến, khai báo biến. Để khai báo biến chúng ta sẽ theo cú pháp như sau là để cho nó dễ thì thầy sẽ làm luôn ví dụ nhé. Như là ta khai báo một biến nguyên chẳng hạn int a chẳng hạn. Ở đây thầy đang khai báo một biến có tên là tên của nó là a nhé.
có kiểu INT. Ở đây tên biến ấy là do developer tự đặt, tức là do ta tự đặt tên, tên nha, tự đặt tên. Nhưng mà lưu ý là có một số lưu ý như sau đối với việc đặt tên, đó là không có dấu cách. Ví dụ a cách đây là không có được. Không chứa chữ số ở đầu. Ví dụ không có dấu cách thì ví dụ gần đây a cách b là không có được. Không có chữ số ở đầu. Ví dụ như là 1st là không có được. Không trùng từ khóa. Trong các môn lập trình sẽ có một khái niệm gọi là từ khóa, là những cái từ mà hay được dùng đến và nó là một trong những cái phần quan trọng để cấu cấu thành lên môn lập trình. Thì chúng ta đặt tên không được trùng với những từ khóa đó. C có 32 từ khóa, những từ khóa đấy là gì? Thầy sẽ gửi vào trong Zalo Group cái danh sách các từ khóa này cho các em. Sao nha? Không trùng với tên đã có sẵn hay là đã có từ trước rồi. Ví dụ ở kia thầy có một cái cũng lại là Ina, trên đã khai báo Ina rồi. Bây giờ mình lại khai báo một biến nữa là Ina. Là không có được. Không có được. Không được trùng với những cái tên đã có rồi. Ví dụ như là in B thì được. In B thì được. Đây thầy sẽ có một cái gọi là khai báo và gán luôn cho nó một giá trị. In B bằng 1, 2, 3, 4. Lệnh này nó sẽ có nghĩa là khai báo một biến B và gán luôn cho B một giá trị là 1, 2, 4. Nhưng mà cái quan trọng nhất ở đây đó chính là cái vấn đề chúng ta cần phải hiểu rõ được bản chất, đó là lưu trữ. Nó được dùng để lưu trữ và trao đổi dữ liệu, thì nó có một cái việc quan trọng của nó là việc lưu trữ. Mà muốn lưu trữ được thì phải có cái gì? Phải có vùng nhớ. Cái này nó sẽ giống hết với những gì mà chúng ta làm việc ở máy tính. Chúng ta có một cái máy tính, chúng ta muốn lưu vào máy tính một cái bài hát, một cái bộ phim, một cái file văn bản nào đó. Thì thực ra không phải là lưu vào máy tính mà là lưu vào ổ đĩa của máy tính, đúng không? Ổ đĩa của máy chính tính chính là cái nơi lưu trữ. Nó cung cấp vùng nhớ cho ta lưu trữ. Thì khi khi mà chúng ta khai báo một biến ở đó, ví dụ thì bản chất của vấn đề là chương trình sẽ cấp phát một vùng nhớ, cấp phát một vùng nhớ ở trong cái ổ đĩa. Nhớ thật các em nhé, không phải là ổ đĩa, trong cái ổ đĩa mình chứa cái file chương trình. Như em lưu vào C SE1773 đấy, thì nó B thì trong đó khi mà chúng ta khai báo xong cấp phát một. Dạ, có thật phép, có thật.
Bây giờ chúng ta lưu một bài học các bạn sẽ chuyển các bạn đến các bạn ở quê nói về chỉ cái các bạn ở đây thì có rất luôn dạ cho dạ bởi vì nó được lưu trước không có lưu trước thì phải có công nghĩa dạ theo đúng từ đúng đúng nó rất của có thể không có lưu trước cái gì thì cần có công nghĩa thế thì ở đây thì cái báo là N A nó được cấp thì nó thì chương trình nó sẽ cấp phát một vùng thì vấn đề là vùng nhớ này nó có dung lượng nó bao nhiêu đúng không đã vùng nhớ nó phải có cụ thể ra mọi thứ phải cụ thể mọi vùng nhớ này có dung lượng bao nhiêu dạ thì sang buổi sau cho nó rõ là điều này à, các vùng nhớ với các kiểu dữ liệu với nhau chưa được cấp phát các vùng nhớ khác nhau dạ và nha vậy vậy thì vùng nhớ nó sẽ có hai điều một là cái volume tức là cái dung lượng anh cho bác được vùng nhớ của nó bao nhiêu vâng dung lượng bao nhiêu là cụ thể thứ hai địa chỉ dạ địa chỉ sao là địa chỉ bởi vì không có địa chỉ thì công ty nó sẽ rất là quan trọng cái này công việc tất cả đều địa chỉ chúng ta muốn tìm không thời gian đúng không mà nếu có địa chỉ rất nhanh dễ thế dạ hai điều nhé hai điều với một câu hiểu dung lượng là bao nhiêu địa chỉ là bao nhiêu là gì dạ đây có thể làm sao dạ đây chúng ta sẽ phải nhìn đây thôi hôm nay cũng thế nào cũng đủ rồi. Tất cả những cái điều này sẽ được áp dụng cho các cái chương trình các mẫu lập trình phía đằng sau để cho chúng ta hiểu được bản chất vấn đề thì phía sau chúng ta sẽ học là nhàn nhã dạ nắm được rõ bản chất vấn đề.